rất là êm, rất là khỏe, nhẹ quá, mềm quá. Rồi, rồi bây giờ đứng dậy coi, đi đợi kia. Dạ. Rồi, rồi quay lại, ngồi xuống. Rồi, tốt quá, rồi đứng dậy. Chống cái ra đầu gối, chống đầu gối. Rồi, rồi lại ngồi lại, phát biểu. À, sau khi được lệ hàng lệ thanh rồi giúp thấy như thế nào? Dạ thấy nó nhẹ lắm á, lệ hàng nó nhẹ lắm nè, mừng quá rồi. À, trước đó có ngồi dậy được không? Không dạ thưa không. À. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Cảm ơn và phải cảm ơn lệ thanh. Cảm ơn lệ thanh, cảm ơn bác sĩ. Dạ. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Cho thứ tư lại. Rồi đi đi tới. Rồi đứng đó ngồi xuống. Ngồi xuống thử coi. Tự ngồi để tự ngồi. Ngồi xuống thử đi tao dám dám. Con đỡ cho bác này không sao đâu. Tự tin, tự tin. Xin lỗi quý vị nào có phép được của mình xong rồi xin mời. Rồi đứng dậy được rồi. Sau khi được thao tác bác thấy như thế nào? Dạ thấy được khỏe. Khỏe hả? Dạ cảm ơn. Dạ. Chị nào giúp? Đây này là phải cảm ơn chị này nè, hai chị đó. Cảm ơn hai chị. Con bác nhận ông này nè, chứ không phải hai dạy chứ thôi. Cảm ơn mấy thầy. Dạ. Dạ. Rồi. Bây giờ tự tin hơn phải không? Dạ. Dạ. Rồi. Vậy ráng về ép gối tiếp. Nó. Dạ. Vậy thôi. Dạ. Dạ thôi xin cảm ơn. Dạ cảm ơn thầy. Rồi quay lại. Rồi đứng đó, ngồi xuống coi, ngồi xuống. Rồi. Đầu gối mà tôi đi có chuyện tôi phải tôi sẽ làm. Rồi. Bây giờ tôi rất là cảm ơn quý vị ở đây đã giúp đỡ tôi. Nếu quý vị biết á, nơi này thì bị bệnh free, thì lên đến người ta làm thì biết nó có phòng từ thiện chứ không phải là vì tiền. Yeah. Nếu quý vị thì cứ đến sớm có xa tàu thì mới cọc, không có cái lợi lộc gì cho mình mà cơ thể luôn không có được thiên nhã. Cho nên tôi đề nghị quý vị giúp đỡ nhà chùa hoặc là nhà thờ và bất cứ nơi nào từ thiện làm thì quý vị nên làm tốt cho con. Các chị ở đây đều có lòng nhân đạo cho con. Bây giờ chị đi qua đi lại coi. Rồi quay lại. Rồi ngồi xuống, ngồi xuống. Rồi đứng dậy. Anh là Trần Thị Gớt. Có cô Hà. Cô Hà chị bệnh cho tôi và tôi thấy cũng như da cái gan độ nó giảm, thấy nó thoải mái. Thoải mái hả? À, thấy nó thoải mái. Giờ cũng như nó cái đầu nó cũng nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng. Dạ. Rồi chị đau từ lúc nào? Đau chân, đau gối? À, đau cái chân thì khoảng 2 năm nay. 2 năm nay hả? Cái tay cũng khoảng 2 năm. Còn cái thần kinh độ thì khoảng 20 năm. 20 năm, dạ. Bây giờ nghe khỏe. Bây giờ thần nó kinh. Làm như nó giãn. Giãn. Chứ không có căng, nó căng tới nhúc nhích, nhúc nhích. Dạ. Rồi, mừng không? Dạ. Mừng không? Mừng. Rồi cảm ơn chị Hà đi. Cô Hà nhiều. Dạ, cảm ơn các thầy qua đây có lòng tốt quá qua đây chữa bệnh. Cảm ơn. Rất là cảm ơn. Căng cái đầu. Mấy căn hộ hai căn hai cục này. Bữa nay được chị Hà giúp. Chị Hà giúp cho tôi nó nhẹ. Mẹo quá. Nó nhẹ. Không có căng nhiều. Đầu tiên cái này là để rửa trong gối không? Chưa bữa nay cái đầu tiên. Không. Rồi đứng đó. Bây giờ ngồi xuống coi. Đi tai nạn nặng lắm. Ừ. Rồi còn đúng như vậy. Rồi bây giờ anh phát biểu là cơ gì, mấy tuổi, bị bệnh gì, và bây giờ được khỏe như thế nào, nó sau khi thao tác chị bị bệnh gì phải không? Dạ có anh nữa. Có anh nữa. Rồi đứng đây hết, đứng đây. Rồi bây giờ anh nói anh tên gì, mấy tuổi và bệnh gì sau khi bị tai nạn hay gì đó, rồi bây giờ được hai người bị chữa, anh cảm thấy như thế nào? Rồi để mình cô vô nói cho. Dạ, con em Phan Văn Cảnh sinh 40 tuổi. Tai nạn té xuống là mấy cái sọ ra nó nguyên. Là 3 tháng em bệnh tỉnh.
rồi tới sau đó mới về nhà đó là tới một tháng mấy ngày. Rồi hôm nay em lại chùa em chị bệnh đó, có chị với anh chị cho em rất khỏe, em rất cảm ơn rất nhiều. Dạ, em thấy vừa làm xong rồi đứng chị đi thì rất khỏe liền. Dạ, thằng... đầu á, nó có cái sức nóng rồi. Dạ. Sau khi được cửa thì thấy như trước đó chị bệnh gì? Tôi là chính là bị thần kinh tan hoang, thì cái phần phổi, phần đầu cái phần phổi dung chữa xong giờ đây thầy chữa xong á thì cái phần đầu á bây giờ là hiện tại bây giờ là nó đang cái sức nóng. Khi mà vậy là thấy độ là hy vọng là cũng ngon và nó nhẹ, cái nhẹ nguyên nó phục vụ lên. Bảo đảm à? Dạ. Rồi nãy Nhung có dạ trong xã để ông xã về chữa. Rồi quay lại. Rồi bây giờ ngó tôi nè. Bây giờ ngồi xuống coi. Đứng dậy. Rồi. Rồi. Dạ, tôi tên là Nguyễn Thị Hà, năm 62 tuổi. Rồi. Cái khung cảnh của tôi đây là đâu là con lưng này thấy. Dạ. Dạ. Thì để vi cô gần chút. Dạ. Cảm ơn thầy. Rồi, bây giờ chị thấy như thế nào? Dạ, thấy tốt hơn. Tốt hết hả? Dạ. Dạ. Chị đau bao lâu rồi? Dạ, đau 10 năm hả? Dạ. Dạ 10 năm rồi. Rồi, cảm ơn chị. Dạ. Đi tới đi, đi tới. Rồi. Đi đi dạ. Rồi phan phan. Đi đi nữa, đi nữa, đi nữa. Rồi quay lại, quay lại. Rồi ngồi xuống coi. Rồi ngồi xuống nữa. Cái gì? Rồi. Em tên Tăng Phụng Quý. Mấy tuổi? 54 tuổi, dạ. 2 tuổi, tụi Nguyễn Đạt, Vũ Đạt, trong ấp, giờ 52 năm. Mấy năm nay, nó, cái đầu đó, trên trực hình nó thấy có nước, bệnh đau tử, bệnh gan, bị thần kinh cọ, nó đau tử, bệnh gan, bị thần kinh cọ, bị đau đầu gối, rồi. Rồi. Rồi sau khi được chữa bệnh chị thấy như thế nào? Nãy giờ là thấy đỡ. Dạ. Thấy đỡ ha. Thấy đỡ mà nãy quên nói anh nó nghe bị cái đầu gối đau á. Dạ. Cái dòng mông nó cũng nhức quá. Rồi. Vậy tới bác sĩ kêu là thứ tư. Thứ tư là. Hốp đi anh em, chùm gan nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918133635, Hà Nội 0326811258. Để có trong tay đá chùm gan cặp đá diệu kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ Thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652.